Okay. Yeah. Oh, oh, oh. Rất là cảm ơn thầy Tần và cảm ơn các bạn. Có một điều rất tâm đắc đó là cái việc mà thầy Tần chia sẻ về chứng khoán nó rất là có giá trị đối với chúng ta. Đó là nếu mà trước đây tôi nghĩ là nếu mình có một điều gì đó quý giá thì thường mình sẽ giữ cho riêng mình thôi, chứ còn mình không có chia sẻ người khác, đặc biệt là cái bí kíp làm giàu nữa thì khó mà chia sẻ cho người khác. Nhưng ở đây rất là cảm thấy rất là, mình không biết nói như thế nào, nhưng mà cảm thấy đây có một cái bí mật nhưng mà thầy đã chia sẻ cho chúng ta. Thật ra cái giá trị 14 triệu đi học nó không thể nào mà đo được cái thước đo với lại cái giá trị mà chúng ta nhận được đâu. Cho nên là tôi rất là ngạc nhiên về những giá trị mà thầy Trần đã chia sẻ trong lớp này. Rất là cảm ơn thầy. Okay, cảm ơn. Xin mời bạn ạ. Bạn Minh đã ngon. Ok. Bạn Minh nhảy hang lắm không ạ? Ok, xin mời bạn. Khóc rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, ok, cảm ơn bạn. Ok, cảm ơn mình. Thôi đừng có khóc nữa. Dạ vâng. Thay mặt GAB xin được chúc cho mình có một món quà để muốn gửi tặng cho bạn Nam Nhi mà. Vâng, chúc cho bạn sớm tự chủ về tài chính. Và hy vọng là mùa xuân sang năm chúng ta sẽ đi vào một đoạn dài với nhau, đúng không? Ok. Cảm ơn bạn rất nhiều.